sâu. Dạ, loại này là 249. Loại này mới được cái gan. Để thử xem nó sẽ xay tiếp. Đây là nó bột như thế này. Đấy, nó mới đợi cho xay tiếp. Đấy, bột đấy nó phải tan là còn bột ở đây chưa thử. Cái này mình phải sàng nhé. Có gì đây? Không, không phải sàng. Đây là cái gì đây? Xay bột đấy. À, cái này là bột ấy gì? Rồi là... Trùng ngây à? Trùng ngây và... Rồi, trùng ngây. Gì anh nhỉ? Nhìn cái gì cũng nhìn. Cái này kéo cho anh nhỉ? Nên nông nghiệp lại... Không, em không biết cái này. Trùng ngây, trùng ngây. Cái đi xuống máy cho anh gọi mấy người ra. Cái này thì có đạt. Nhưng mà xay nó nhỏ biến được cái này à? Không, chưa, nên xay thử để đấy thôi. Cái này mà xay, cái này xay chả, xay bông tốt lắm này. Chín. Hả?